Các bạn ơi, bây giờ mình chuẩn bị ăn trái cây ở ngoài vườn mới hái vô nha các bạn. Ở bên này là mấy trái táo của hôm đó hái nè, mình ăn mới có một trái thôi, còn lại bốn trái bây giờ vẫn còn ngon ha. Đó, ăn luôn. Rồi bên này một rổ cà chua ở đây, chắc để mình đổ ra ha. Mình đổ ra cái dĩa mình đã rửa để ráo rồi đó các bạn. Bây giờ mình đổ ra cái dĩa nè, để cho nó dễ ăn, bỏ trong rổ thì hơi khó ăn. Rồi ha. Dễ thương hết sức luôn. Xin chào các bạn, bây giờ mình chuẩn bị ăn trái cây vườn nhà nha. Rồi, xin mời các bạn. Rớt mất trái rồi. Xin mời các bạn. Đó, mời các bạn ăn dâu tây với vị quất nha. Các bạn thấy rõ chưa? Rồi. Các bạn lựa trái nào đẹp đẹp, lấy hết đi. Mình thích ăn trái chua hơn. Rồi, hôm nay có muối ớt nha các bạn, tha hồ mà chấm. Rồi, ở đây cà chua nè, xin mời các bạn luôn. Cà chua rất là ngon, tươi rói luôn, mới hái ở vườn vô nha, thiệt là tươi. Còn trái táo này là hái 2 ngày hôm trước, đó, vẫn còn ngon, vẫn còn tươi. Táo mình hái mình để 1 tháng ăn vẫn còn ngon các bạn, mình để ở ngoài đừng bỏ tủ lạnh nha. Đó, nó rất là lâu hư, táo mình trồng á, để mấy tháng luôn vẫn còn ăn được đó các bạn. Nhà má chồng mình á, để ở ngoài cái cửa đó, ở ngoài hơi có chút xíu lạnh lạnh đó, để mấy tháng mà trái táo vẫn còn tươi rói à. Bây giờ mình sẽ ăn dâu trước nha các bạn. Đây, mời các bạn. Rồi, để mình ngon lắm các bạn nha, rất là ngon. Chấm muối ớt này thiệt là hợp đó. Wow. Đó, dâu vườn nhà mình ăn hết sảy nha các bạn. Quá ngon luôn. Ăn trái sống sống ha. Trái này làm theo. Trái này nó còn có chút xíu màu hồng thôi, xung quanh là trắng. Cái này chắc giòn lắm. Ngon. Các bạn nhớ mua muối ớt này về ăn nha các bạn. Cái ớt này nè, ớt đại hàng, cái ớt mà mình hay ướp gia vị á, trộn vô muối ăn rất là ngon. Ớt làm kim chi đó. Ăn vừa phải, không cay, không cay lắm, the the thôi. Đây, ăn trái này nha. Trái này ngon hết biết luôn nè. Cái máy không biết có rõ không nè, nó để đây mới rõ nè. Wow, cái trái này ngon quá các bạn. Rồi, chấm muối ớt. Dâu nhà mình hái thiệt là ngon. Đó, các bạn thấy không? Đỏ tươi à. Ăn một cái là mát rượi cái miệng. Muối hơi nhiều nha. Muối đỏ ngang với trái dâu luôn. Ngon quá các bạn. Trồng trái cây ăn thiệt là thích. Thú vị thiệt đó. Mình hái vô cái mình ăn liền. Rồi bây giờ mình sẽ ăn một lúc hai trái dâu xanh xanh nè các bạn. Không biết có thấy rõ không? Rồi chấm vô. Ngon quá. Giòn. Mình thấy ăn hườm. Hườm hườm mới hồng hồng rồi. Sơ sơ đó. Chấm muối ăn hết sảy nha các bạn. Đó, không cần đợi chín đâu. Rất là ngon. Ăn thêm vài trái nữa ha. Ngon quá à. Đen đen, mình cắn đi rồi mình ăn. Ngon quá à.
Mời các bạn ăn một trái xanh nè. Trái xanh tuyệt vời nha các bạn. Mình mê trái xanh quá. Hả? Trắng bóp nhưng mà ăn ngon lắm. Sao ăn hoài không thấy chán vậy các bạn ơi? Cho ăn hết dĩa luôn. Trái này ok không? Trái nào cũng ngon. Trầm rau xong vô ăn về thiệt đã ha. Ăn nhanh nha các bạn. Ăn nhanh cho mau hết. Cái muối ớt nó sạch. Nó sẵn khó chịu quá. Để sẵn ly nước các bạn. Cứu. Đồng thời sẵn. Trái nào cũng ngon. Các bạn xem video của mình, sang năm là các bạn có trái dâu ăn rồi. Các bạn trồng dâu sớm nha, để được hái dâu vô nhà chấm muối ăn nè. Chấm những cái gia vị đi kèm mà mình thích á, mình ăn rất là ngon. Rồi, bây giờ mình sẽ thử qua trái Việt Quất. Đây, trái Việt Quất đây. Mình lựa riêng ra cho các bạn thấy nè. Đây là một chùm Việt Quất xanh nha các bạn. Đó, các bạn nói là cô ơi, chị ơi, dì ơi, hái trái Việt Quất ngay cái cây đó, màu xanh. Cô ăn thử xem nó như thế nào, nó chua như thế nào, để cho tụi con biết cái cảm giác trái xanh của Việt Quất ăn như thế nào. Xanh này các bạn, rất là xanh nha. Đó, không biết có thấy rõ không nữa. Đưa gần thì mờ, đưa tới đây ok ha. Đó, bây giờ ăn nha, để xem có con sâu gì không. Mình đã rửa sạch rồi nhưng mà kiểm tra lại cho nó chắc. Chứ không thôi cắn một nửa con sâu còn một nửa ở lại thôi chắc mình bỏ chạy luôn. Rồi, trái Việt Quất đây, xanh nha các bạn, chấm. Còn xanh. Còn xanh nó chua các bạn, ăn vô cái nó với ớt nó sạch liền luôn á. Nè, ăn xanh. Ăn còn xanh á, cái vị của cái vỏ của cái trái Việt Quất này nó có cái mùi dầu y như là dầu bạc hà á các bạn. Các bạn hái thử ăn xanh nha. Nó có cái vị gì á, vị dầu. Trái này nó chua. Nó chua quá. Wow. Chua thiệt đó. Chua ngang ngửa với cái trái mâm xôi chua đó các bạn. Rất là chua. Nhờ các bạn yêu cầu mà mình đã biết được vị chua của trái Việt Quất nó như thế nào rồi. Đây, còn một trái đây, chấm ăn luôn. Chua quá. Chập muối cho đỡ chua. Nó chua mà nuốt không nổi luôn các bạn. Chua lắm á. Rồi, trái cà chua xanh này thì hái vô thôi, để cho đẹp thôi chứ không có ăn. Ăn xanh không có tốt. Thì bây giờ mình sẽ ăn qua táo nha các bạn. Cái gì con? Muốn ăn không? Một trái, rồi tách luôn trái này ra. Nhìn ngon ha các bạn nha. Giòn thiệt là giòn. Ăn một trái là nhớ hồi đó các bạn. Rất là ngon. Bữa hôm đó mình ăn xong rồi mình vô mình ngồi mình làm video mà mình nhìn cái trái táo mà được ăn ở trên cây đó, mình lại thèm. Mình sẽ tách hết những cái táo này ra. Đó, mình ăn từ từ các bạn. Rất là ngon. Nhìn y như là mấy trái ổi, mấy trái cóc.
mấy cái chị ở trường học đó đứng tắt cho mình ăn nè. Mình nhớ hồi nghe cái tiếng rắc 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 giòn giòn nè đó. Ngon quá chừng đó. Các bạn ở Việt Nam cứ hỏi ở Việt Nam trồng cây táo được không chị ơi, mà mình thấy ở trên video ở Việt Nam mình vẫn thấy người ta trồng được táo mà không biết có thiệt không. Thì mình chỉ biết là trái gì đó, trái dâu tây người ta trồng được nè, mâm xôi mình cũng thấy người ta trồng ở Việt Nam được đó các bạn, rồi táo thì mình chưa có thấy đó. Không biết trồng được không nữa, nhưng mà các bạn cứ trồng đi, đôi lúc nó ra trái mà, trái táo nó cũng dễ lắm ra trái. Rồi bây giờ mình sẽ ăn táo nha, ngon thiệt nè, mời các bạn. Rồi để mình ngon lắm. Ngon lắm nha các bạn. Mấy năm, mười mấy năm ở Mỹ mà mình ăn cái táo này mình cảm thấy hài lòng nhất nè các bạn. Rất là vừa miệng, giòn, một độ chua vừa phải, độ ngọt vừa phải luôn, ăn rất là ngon. Chỉ biết nó ngon thôi. Ngày ăn trái cây ba bữa là mình thành khỉ rồi. Ăn trái cây nhiều cũng tốt, nhưng mà ăn nhiều quá thì không tốt. Trước khi mình ăn những hoa quả trái cây ở đây, mình đã ăn miếng cơm rồi nha các bạn. Ăn cơm với canh, ăn chút xíu rồi để giảm bụng, để cho bụng mình nó khỏi bị nhiều chất axit ở trong trái cây này, nó làm còn cao ruột mình á. Ngon quá. Coi chừng ăn táo rồi quên ăn cà chua luôn đó các bạn. Ăn thêm miếng nữa nha. Giờ mình sẽ thử cà chua. Táo hôm nay, năm này ăn rất là đặc biệt, ngon. Những cái táo trên cây mình sẽ hái hết giờ. Khuyến khích mấy đứa con của mình ăn, nhai miếng như thế này. Mấy đứa con của mình cứ đòi xay, mà xay ra uống đâu còn ngon nữa đâu. Mình nhai vậy mình mới cảm nhận được cái vị ngon của nó. Khá là giòn. Wow. Cảm ơn cây táo nha, cho ăn mấy trái thiệt là ngon. Rồi bây giờ mình sẽ thử qua cà chua. Cà chua nè, cà chua bi nè các bạn. Nhìn cà chua bi như vậy chắc là ngọt lắm. Cái trái này có chút xíu xíu rồi, các bạn thấy không, nhỏ lắm, nhỏ hơn cái trái cà chua bi này nhiều lắm các bạn. Hai trái thì đó, khác nhau một trời một vực luôn. Rồi mình thử trái nhỏ trước nè, xem có ngon không. Đừng chấm muối nha, mình thử nguyên cái vị của nó như thế nào. Tươi ngon, mềm, không có giòn lắm. Tươi, thơm, mùi cà chua. Mình cắn một cái nó dằn nước ra tùm lum hết các bạn. Cà chua rất là ngon hả. Hồi nhỏ thì mình hay ăn cà chua dầm đường đó các bạn, rồi bỏ đá vô ăn cũng ngon. Lâu lắm rồi chưa ăn lại, phải là hai mấy năm rồi đó, giờ nhắc lại mới nhớ. Sau này cứ ăn cà chua chấm muối thôi à, không có còn dầm đường nữa.
Lúc trước dầm đường khá là ngon nha. Giờ mình nhớ lại rồi, bữa nào hái cà chua đen mà nó chín mềm, mình dầm đường thử có ngon không. Đó. Cái trái của nó này. Ăn trái nào cũng thấy ngon. Rồi, thử một trái cà chua dài dài đâu. Ở trái dài này các bạn, nó chưa chín lắm. Không có trái dài nào chín hẳn ha. Thôi, mình thử một trái dài đi. Trái dài này ăn cũng ngọt lắm á. Lại bị sặc ớt nữa rồi. Trái dài này nó ngọt các bạn, nó chưa chín hẳn mà nó đã có vị ngọt rồi. Thì nó rất là giòn. Nhớ mua cà chua dài dài giống dài trồng mình nha các bạn. Cà chua bi mà dài dài. Cái chua vàng này nó chín chưa? Cắn thử trái cà chua vàng nè, xem cái mùi vị nó như thế nào. Đây ăn mua ớt vô khàn cả giọng luôn các bạn. Rất là ngọt. Cà chua vàng ngọt lắm nha các bạn. Hay. Ngọt hơn cà chua đỏ. Ngọt lắm. Vị nó cũng nhẹ nhàng hơn cà chua đỏ luôn. Rất là ngon. Ngon lắm nha các bạn. Trái cây mình trồng, cái gì đem vô ăn nó cũng tươi tươi mát cả miệng luôn. Hấp dẫn quá, chắc ăn hết trái quá. Ngon. Cà chua vàng không ngờ nó ngon thiệt đó. Ăn hết luôn các bạn ơi, ngon quá. Ở giữa nó có vị bột bột này các bạn, ở giữa đó. Còn xung quanh thì nó giòn mà nó có nhiều nước. Ở giữa thì giống như là bột vậy, tinh bột. Ngon quá. Chua vàng hấp dẫn thiệt. Cái bữa chín mình hái nhiều nhiều vô mình ăn nha. Rồi, thử trái cà chua đen nữa là xong. Tất cả những trái cà chua mình đã thử hết rồi. Cà chua đen này các bạn, nhìn nó nửa đen nửa hồng. Các bạn thấy rõ chưa? Dễ thương ha. Rồi ăn luôn trái thử xem trái này ngon không. Ngon lắm nha các bạn. Sao cái nào mình ăn cũng thấy ngon. Thì nó ngon nên mình gọi là ngon. Giờ làm sao? Cái nào chua thì mình nói chua, cái nào ngon thì nói ngon. Giờ các bạn nói sao cô ăn cái gì cô cũng kêu ngon mà nó ngon thiệt. Mình không có nói giỡn, nó ngon thiệt chứ không phải ngon giỡn. Các bạn ơi, đã kết thúc bữa tiệc trái cây của vườn mini nhà Vinh Nguyễn Thị. Đã ăn khá là hấp dẫn, ngon nữa. Thì mong rằng các bạn ở nhà mình thì mình có chậu mình trồng cà chua cũng được, hay là mình trồng ở lan can, hay các bạn có vườn thì các bạn trồng ăn rất là ngon mà an toàn nữa nha các bạn. Mình trồng mình bón cái gì thì mình biết rất là ngon, mình ăn rất là yên tâm. Rồi còn rau mình cũng trồng ở nhà được nè, có cây táo thì trồng hơi lâu thôi, nhưng mà mình cố gắng mình mua cây người ta ghép sẵn rồi, hay là mình ươm hạ lên thì mình đợi thời gian lâu mình trồng cũng được táo ăn đó. Tạm biệt các bạn nha. Video của mình tới đây là kết thúc.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích, thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.